và các em học theo anh cũng được nhé các em. Đấy, anh sẽ tô màu vàng nhá, màu vàng này, rồi đến màu xanh lá cây anh sẽ tô cho cái thân. Hello, xin chào tất cả các em nha. Chào mừng các em đến video tiếp theo của anh. Và trên tay anh đây các bạn ơi, đây là một chú vịt rất là dễ thương nha các bạn. Và các bạn muốn vẽ một hình đẹp như thế này không nào? Và chúng ta hãy lấy giấy bút ra nào và chúng ta tiến hành thôi các bạn ơi. À, các em sẵn sàng chưa nào? Bây giờ anh sẽ vẽ con vịt này. Bây giờ anh vẽ cái mỏ trước, anh cong lên này, chưa? Từ đây anh kéo xuống, bò lên, kéo xuống này. Và từ chỗ này gạch một đường này, bò lại điểm này. Ở đây kéo xuống, kéo vòng xuống, kéo vòng ra đây. Ở đây kéo vòng xuống, nối điểm này. Ở trong này, anh kéo vòng nối ra đây này. Kéo vòng xuống, đây, vạch một đường ở đây cho các em. Và tiếp theo, anh vẽ cái đầu này. Kéo vòng lên, kéo ngoạch ra đây, ngoạch ra đây. Anh vẽ lông nha. Đây, ngoạch 3 đường, kéo xuống. Và đến chỗ này, anh kéo ngoạch, ngoạch 3 đường nha. 4 đường này. Rồi anh kéo ra đây, nối lại điểm này cho các em. Và đây anh vẽ đôi mắt này, anh vẽ lông mày này. Đây anh vẽ một đường ngoạch này, anh kéo vòng lên kéo xuống. Ở trong anh vẽ, rồi bốn cái lông mi. Đây anh vẽ một đường cong như này ở trong. Rồi anh bôi tròn, anh tô đen lại này. Và tiếp theo này, anh vẽ cong xuống này, cả cong xuống này, rồi kéo thẳng ra đây, kéo thẳng lên, rồi bò cong lên này, bò cong lên. Rồi vạch một đường đây. Từ đây anh kéo vào trong đây, kéo vào trong đây. Và từ đây anh kéo xuống này. Từ chỗ này anh bo cong này. Rồi anh bo cong ở đây. Bo cong kéo thẳng lên. Kéo lên, kéo cong lên này. Và từ đây anh kéo ra đây. Đây anh kéo bo cong ở đây. Đây anh kéo thẳng, anh bo cong ở đây. Rồi từ đây anh kéo, kéo cong xuống này. Rồi được đôi cánh nha các em. Và bây giờ chỗ này anh vẽ những con vịt đang bơi ở dưới nước này. Đây anh vẽ những cái sóng nước này các em. Anh vẽ những cái sóng nước mạch ngoặc ở dưới này. Anh xíu là anh sẽ tô màu nước nha các em. Đây anh sẽ vẽ ngoặc như thế này nha. Đây kéo vào đây, ngoặc lại lên. Rồi bây giờ anh sẽ tô đen lại này. Bây giờ anh sẽ tô đậm lại, tô đen lại để chúng ta tô màu nha các em. Các bạn thấy anh hướng dẫn vẽ con vịt có dễ không nào? Và chúng ta hãy lấy bút màu ra này. Đây bút màu của anh đây nha các bạn ơi. Các bạn hãy lấy màu của các bạn ra. Và chúng ta hãy bắt đầu tô màu thôi. Và xem ai là người tô đẹp hơn nha các bạn. Và tiếp theo anh sẽ tô màu này. Bây giờ cái mỏ này anh sẽ tô màu cam này. Màu cam nha các em. Anh sẽ tô màu cam này cho cái mỏ này. Và tiếp theo là đến cái mắt, anh sẽ tô màu xanh nước biển nhạt này. Đây anh sẽ tô một vòng đây. Và cái đầu này anh sẽ tô màu này là màu vàng nhé các em. Anh sẽ tô màu vàng cho cái đầu của con vịt này. Một con vịt rất là dễ thương nha các em ơi. Các em hãy theo dõi hết video này. Rồi đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha các em ơi. Và các em đừng quên là lấy giấy bút ra và hãy học vẽ theo anh nha. Và chúng ta hãy lấy bút màu ra tô cùng anh nha các em ơi. Và màu vàng anh đã tô cái đầu xong này. Rồi bây giờ anh chuyển xuống đôi cánh này các em. Anh tô màu vàng cho đôi cánh này. Rồi các em thích màu gì các em tô màu đấy nha. Và các em học theo anh cũng được nhé các em. Đấy, anh sẽ tô màu vàng nha, màu vàng này. Rồi đến màu xanh lá cây anh sẽ tô cho cái thân. Anh sẽ tô cho cái thân của con vịt này nha các em ơi. Màu xanh lá cây, màu này là màu xanh lá cây nha các em. Anh sẽ tô cho con cái thân của con vịt này. Anh kết hợp rất là nổi nha các em ơi. Màu xanh ta kết hợp với màu vàng này, nó lên con vịt rất là nổi này, đúng không nào? Một con vịt màu xanh với những bộ lông, cái khuôn mặt màu vàng, cánh màu vàng, rất là đẹp luôn, đúng không nào? Màu xanh lá cây nha các em. Rồi anh đã xong rồi nha các em. Và tiếp theo đến cái miệng này, anh sẽ tô màu đỏ này, màu đỏ nha. Và cái nước lúc nãy anh bảo anh vẽ những sóng nước thế này, anh sẽ tô màu xanh nước biển đấy, màu xanh da trời đấy các em. Đây anh sẽ tô ở dưới này nha. Một con vịt đang bơi ở dưới nước này và có một làn nước màu xanh da trời, rất là đẹp luôn nha. Một con vịt rất là đẹp đúng không các em ạ? Và anh đã tô xong rồi nha các em thấy thế nào nào?